Phú Yêu Nguyễn, cuộc sống ở Đức. Xin được kính chào tất cả các bạn thân mến của mình. Hôm nay mình xin trở lại chương trình video. Trước tiên mình cũng xin được cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho mình qua những cái chương trình video vừa qua. Hôm nay là ngày thứ 6, 6 Tây tháng 11 năm 2020. Giờ này là 2 giờ 15 trưa nha các bạn. Và mình đang ngồi trước một coi như là cái ngân hàng rất là đẹp của thành phố Phan Phượng Hoàng Mai. Thì các bạn có biết được là cái nhà băng này á, nó là cái nhà băng gì không các bạn? Rồi, để mình xin giới thiệu sơ qua cho các bạn biết được nha. Đây là cái nhà băng, nó được gọi là Europa Central Bank, Europe Central Bank, tức là nó là cái ngân hàng trụ sở chính trung ương của toàn Âu Châu, được đặt tại thành phố Phan Phượng Hoàng Mai. Thì cái căn nhà, cái nhà băng này á, nó cũng mới được xây dựng có mấy năm mà các bạn. Và vậy trên các bạn thấy là cái lối kiến trúc của nó nhìn rất là đẹp và hiện đại. Thì những cái video trước mình cũng có thưa qua với các bạn rồi đó, là cái thành phố Phan Phượng á được biết đến không chỉ ở trong nước Đức hoặc châu Âu mà gần như là trên toàn thế giới. Cứ nói tới nước Đức là họ nghĩ tới đó là một cái thành phố nhà băng. Tại sao mà gọi nó là thành phố nhà băng? Bởi vì trên, tại vì ở bên đây á, là các bạn biết được những cái thành phố lớn của nước Đức, ví dụ giống như là Hanover, Düsseldorf, Köln, Berlin, vân vân. Thì thành phố Phan Phượng Hoàng Mai nó cũng là một trong năm cái thành phố mà lớn nhất nước Đức nha các bạn. Nó chỉ sau có là Berlin, Hamburg, Köln, và nó đứng hàng thứ 5 trong nước Đức. Dân số của coi như thành phố Phan Phượng á, thì cũng sắp xỉ 1 triệu dân. Và coi như là cái thành phố này á, nó có rất là nhiều nhà băng. Tất cả các nhà băng mà có tên tuổi ở trong châu Âu cũng như trên thế giới thì đều đặt chi nhánh tại cái thành phố Phan Phượng Hoàng Mai này. Các bạn biết được là cái này á, nó xây cái tòa nhà này là nó đại diện cho ngân hàng trung ương của Âu Châu. Thì trong cái nhà băng này á, là nó kiểm soát hết tất cả những cái nhà băng mà chi nhánh nằm trong châu Âu. Nó kiểm soát về vấn đề tiền tệ cũng như là chứng khoán hoặc là tất cả mọi thứ. Thì cái nhà băng này nó kiểm soát hết nha các bạn. Tại vì nó là coi như là đại diện, mà nó là trung tâm trụ sở chính, mà lại là nhà băng trung ương. Và vậy cho nên nó rất là lớn. Thì đây là mình chỉ quay cái phần nhà băng của nó thôi.
Chứ còn ở bên trong của nó thì các bạn cứ tưởng tượng nó giống như là một cái thành phố nhỏ vậy các bạn. Nó rất là rộng. Xung quanh của nó thì là coi như có tất cả hàng rào làm trông rất là đẹp, nhìn sang trọng, và coi như là camera cũng như alarm của cái nhà băng này thì nó gắn coi như là vòng 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 tứ phía hết nha các bạn. Đó, các bạn thấy mình đang ngồi ở đây là ở dưới ngay một cái cột ở trên đó thì các bạn thấy đó có một cái camera đó. Sở dĩ mà tại vì sao mà ví dụ như chỗ nào nó cũng phải gắn camera là tại vì mình nói các bạn rồi, cái này là trung tâm mà coi như là trụ sở chính của nó, đại diện cho toàn Âu Châu, nói về ngân hàng. Và vậy trên nó phải coi như là an ninh, về vấn đề an ninh thì nó phải đạt đúng tiêu chuẩn. Tại vì ở đây á, là nó về vấn đề coi như là nó chống cái coi như là khủng bố, chống coi như là những người mà giống như là cướp nhà băng hay tất cả mọi thứ hết về vấn đề an ninh. Và vậy nó phải đặt lên hàng đầu nha các bạn. Đó là mình nói về vấn đề an ninh thôi. Còn về vấn đề mà coi như là đẹp và sang thì nó cũng phải đạt đủ tiêu chuẩn. Thì tất cả các cái nhà băng của Âu Châu họ mới bình bầu ra và họ mới cho coi như là thành phố Phan Phục Hàng Mai này được đại diện nha các bạn. Mấy ngày hôm nay trời rất là đẹp các bạn. Trời thì các bạn thấy rồi đó, ở trên xanh, trong xanh mà không có một miếng mây nào hết. Nhìn rất đẹp. Thời tiết thì gió thì cũng nhẹ nhẹ thôi, và ngoài thì có nắng. Mà mấy ngày hôm nay là nó nắng, là nắng từ sáng sợ cỡ khoảng chừng 9 giờ là nắng cho tới 5 giờ chiều luôn. Thường á, mọi năm á, các bạn biết được á, là ví dụ như mình cũng xin thưa với các bạn là mình ở bên đây cũng lâu rồi. Nhưng mà mình cũng chưa có thấy có một cái năm nào mà thời tiết vào tháng 11 mà vẫn còn đẹp giống như là năm nay. Không biết đẹp được bao lâu, nhưng mà đối với mọi năm là năm nay thời tiết nó rất là đẹp. Nhưng mà chỉ tiếc có một cái á, là thời tiết đẹp vậy nhưng mà lại cái bệnh tình mà coi như là cái dịch bệnh mà viêm phổi á, Corona COVID-19 thì nó đang coi như là bùng phát lên cái đợt 2. Không chỉ riêng ở nước Đức mà hầu như là toàn Âu Châu nha các bạn. Thì nói chung là coi như là nó vẫn nằm trong cái sự kiểm soát của chính phủ cũng giống như là Bộ Y tế của nước Đức, nhưng mà người ta ở bên đây người ta cũng sợ, bởi vậy trên người ta họ mới coi như ra một cái sắc lệnh chính phủ, coi như người ta họp tới họp lui. Thì cái bà thủ tướng của nước Đức Angela Merkel bà mới ra một cái sắc lệnh là coi như là cách ly. Nhưng mà cách ly kỳ này thì nó không có nặng giống như là cái kỳ mà của hồi tháng 3, tháng 4 năm nay nha các bạn. Cái lần cách ly đầu tiên của nó thì nó rất là nó cách ly coi như là toàn xã hội luôn. Có nghĩa là tất cả các nhà hàng, các tiệm buôn, trung tâm mua sắm cho tới những cái mà khu vui chơi giải trí và thậm chí siêu thị bán quần áo, giày dép, đồng hồ hay là vàng bạc đá quý, nữ trang là đóng cửa hết. Nhưng mà lần này thì chỉ có đóng cửa những cái nơi mà đi tập thể thao. Thí dụ giống như là mấy cái chỗ như là các bạn đi tập tập gym hay tập yoga hay là tập thể thao thì đóng cửa. Còn nhà hàng á,
thì họ coi như là không có đóng cửa nhưng mà họ vẫn cho bán, nhưng mà khách không được phép vô nhà, tức là khách không có được phép vô trong nhà hàng, mà chỉ có được coi như là bán food to go thôi, tức là giống như là như người ta khách người ta đặt hàng, người ta gọi điện thoại người ta đặt hàng thì các bạn nấu nấu xong rồi các bạn sẽ coi như là họ sẽ tới, một là họ tới tự tới họ lấy, hai là các bạn có những cái người tài xế taxi bạn mướn để coi như giống như là chạy mang đồ ăn tới giao tận nhà cho họ, chứ còn khách thì hoàn toàn không được phép coi như là bước vô trong nhà hàng. Thì cái xác lệnh là họ ký bắt đầu có coi như hiệu nghiệm từ 2 tây tháng 11 và 2 tây tháng 11 cho tới coi như là cuối tháng này nha bạn, cuối tháng 11 đó, rồi để coi như họ coi thử coi có cái tình hình coi như bệnh dịch nó như thế nào, nó có giảm xuống không hay là nó có tăng lên hay giảm xuống như thế nào đó, thì trước tiên là họ chỉ ra cái xác lệnh 1 tháng trời của trong cái tháng 11. Còn nếu như mà coi như là mai mốt mà coi như là họ phải chính phủ Đức cũng giống như Bộ Y tế họ sẽ theo dõi sát và để họ có cái lượng người mà bị nhiễm corona có giảm bớt đi không hay là coi như là càng ngày càng tăng, thì lúc đó họ sẽ lại ra thêm một cái quyết định khác nữa nha các bạn, nhưng mà tạm thời bây giờ là chỉ biết như vậy thôi. Nó cao thì cũng cỡ khoảng chừng độ chừng mấy chục tầng nha các bạn. Nếu mà tính từ dưới chân lên tới coi như cái nóc của nó thì cũng là mấy chục tầng, và nó cao cũng 100 coi như là mấy chục mét đó các bạn. 100 mấy chục mét chiều cao. Và bây giờ là mình xin quay cái này về cái hướng này chút xíu cho các bạn thấy nó khác một chút. Đó các bạn thấy không? Ở đây thì nó có một cái cầu. Cái cầu mà coi như là bằng sắt. Nhưng mà cái cầu này thì nó cũng lâu đời lắm rồi các bạn. Nó bắt ngang qua một cái giống như là từ một cái bên phía này qua một cái bên phía nọ để cho người ta đi trên cầu, và cái bên phía kia thì họ bắc ngang qua cái dòng sông Mai, tức là dòng sông chính của thành phố Phan Thuột đó các bạn. Sở dĩ sao mình quay cái cầu này cho các bạn thấy á, là mình đang đang ở đây ngồi đây mà mình thấy là mình nhìn cái cầu này á, mình lại ngồi mình mường tượng tới cái cầu Tràng Tiền của ngoài Huế, nhìn nó cũng giống giống vậy à các bạn. Bởi vậy trên mình cứ ngồi đây đứng đây và mình nghĩ là mình đang đang được đứng ở ngoài Huế, nhìn rất là đẹp. Còn phía kia đằng sau lưng của mình á là các bạn thấy là cỏ, ở đây là
chỗ nào cũng nguyên một cái bãi cỏ của nó. Thì ngày hôm nay trời đẹp như vậy, bà vậy trên họ đi ra ngoài, họ đi chơi, thí dụ giống như họ dẫn chó ra ngoài đây đi dạo, hoặc là ví dụ những cái đôi cặp tình nhân hay là gia đình vợ chồng người ta dẫn con nhỏ ra đây, hoặc là đi ra đây để ví dụ như người ta đi dạo, đi bộ, chạy xe đạp, và đi dạo vòng vòng đây chơi. Vì bên đây là mình nói với các bạn là cái người Đức và cái người Đức dân bản xứ cũng giống như người châu Âu ở bên Đức này họ rất là quý nắng. Tại vì cái thời tiết của bên Đức này là các bạn biết là nó rất là ít nắng. Có năm nay thời tiết tại vì nó thay đổi á, đâm ra nó mới còn được như vậy, chứ còn mọi năm á, là các bạn biết giờ này là nó gần như là nó mưa coi như là mỗi ngày luôn các bạn, tại vì mùa thu á là nó mưa dữ lắm, các bạn biết không? Đó, mà trời nó không có được đẹp như vậy đâu, trong khi năm nay thì lại rất là đẹp. Chỉ tiếc có một cái là coi như là năm nay á, thì thời tiết nó lại đặc biệt quá, nhưng mà chỉ có buồn một điểm á, là tại vì cái bệnh dịch mà corona nó bùng phát dữ quá, đâm ra rốt cuộc coi như là họ cứ cách ly, rồi lại những cái chỗ mà vui chơi giải trí, thí dụ giống như là những cái hồ bơi, nói thí dụ đi cái hồ bơi là cũng đóng cửa toàn bộ nha các bạn. Nó đóng cửa lâu lắm rồi, nó đóng những cái hồ bơi á, ở bên trong nhà á, là nó đóng cũng phải có chừng khoảng chừng 3-4 tháng nay rồi, nhưng mà giờ này nó vẫn chưa mở cửa. Còn về vấn đề mà cái hồ bơi mà ở ngoài trời á thì mùa này đương nhiên nó không có mở, nhưng mà mùa hè á, là người ta đi bơi rất nhiều, nhưng mà năm nay thì nó cũng đóng cửa luôn các bạn, nó đóng cửa luôn. Những cái hồ bơi bên ngoài trời á rất là đẹp, nó làm có nhiều cái giống như là cái thác nước mà nhân tạo, hoặc là những cái hồ có những cái hồ của nó nhìn bên ngoài nhìn rất đẹp, cảnh trí của nó thì mỗi năm thí dụ giống như là người ta không phải chỉ đi bơi không các bạn, không phải chỉ đi bơi không, mà mình nói là thí dụ giống như những cái người mà người ta không có đi ô lâu á, các bạn không, người ta không có đi chơi nghỉ mát nghỉ hè gì á, thì người ta đi ra ngoài hồ bơi, người ta bơi rồi người ta chạy khăn chạy chiếu ra đó để người ta ngồi người ta phơi nắng rất là vui. Nhưng mà năm nay thì coi như cũng cũng coi như là bị đóng cửa hết, vậy đâm ra năm nay thì nó chán ở cái điểm này các bạn, là tại vì trong nước Đức thì cũng bị cấm, mà nếu các bạn muốn đi chơi á, mà thí dụ năm nay là cho dù các bạn có tiền, các bạn có thời gian rảnh thì các bạn cũng đi chơi được. Nhưng mọi năm á, thì người ta đi làm thì người ta nghỉ phép rồi bắt đầu người ta đi chơi, đi trong châu Âu. Còn năm nay thì châu Âu thì đi cũng không được, mà thế giới cũng không được. Nói chung là đi đâu cũng cũng không được hết. Mà thậm chí là thí dụ giống như người Việt của mình, nói thí dụ đi người Việt của mình mà ở bên đây mà cái mùa hè muốn đi về Việt Nam chơi thì năm nay cũng không không có cơ hội luôn các bạn, tại vì Việt Nam thì các bạn cũng biết được là ở bên Việt Nam thì họ cũng cấm coi như là không cho coi như là tất cả các người Việt kiều ở trên toàn thế giới, chứ không riêng gì một nước nào hết, như ở bên Mỹ, bên Canada, Úc hoặc là bên châu Âu này thì cũng không được phép về. Bởi vậy trên năm nay nói thật sự các bạn là năm nay rất là chán. Nhưng mà thôi bây giờ cũng chịu thôi các bạn, thí dụ như mình ráng mình phải kiếm một cái việc gì đó để mình cho nó quên lãng cái ví dụ mà coi như là cái dịch bệnh mà corona
Covid-19 này các bạn. Cái bây giờ nếu mà ví dụ như cứ buồn phiền lo lắng hoài thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Mình tự tin thôi. Đó, còn đằng sau này á thì các bạn thấy được là cái khu này á là họ đang xây nhà. Các bạn thấy không? Đó, nhà cửa nó đang xây thêm nữa. Tại vì cái khu này thì đất nó còn rộng lắm các bạn. Đất nó còn rộng, rất là rộng. Thì bây giờ họ xây nhà, xây cửa thêm. Họ xây những cái mà nhà đó để thí dụ như là để họ làm văn phòng, hoặc là để họ xây lên để bán nhà, hoặc là cho mướn. Và mình cũng xin nói thêm với các bạn á, là cái khu Old End này là cái khu rất là sang. Nhà khu này là một trong những khu mà cái về vấn đề mặt bằng và đất đai ở đây rất là mắc. Lý do rất là đơn giản là tại vì cái nó có cái view của nó á, xung quanh hết tất cả mọi thứ của nó là toàn về nhà băng. Về nhà băng rồi nó lại đẹp. Ví dụ như cảnh trí của nó cũng đẹp. Thành thử ra rốt cuộc coi như là khu này nếu mà nói cho đúng ra ai mà ở cái khu này á là các bạn biết phải dân họ phải có tiền, dân nhà giàu, hoặc giả là họ phải có một cái công ăn việc làm mà cái nguồn tiền thu nhập của họ vô rất là cao. Chứ còn nếu mà người thường á thì mình nghĩ là muốn vô được trong chỗ này chắc không có cơ hội đâu các bạn. Thôi bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái video clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tới. Mình cũng xin được cầu chúc cho tất cả các ông bà, các cô chú, các anh chị cũng giống như tất cả các bạn trong cũng như ở ngoài nước được luôn luôn sống bình an, vui vẻ và tràn đầy sức khỏe, cũng như gặp tất cả mọi điều hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và trong cái mùa dịch mà Corona Covid-19 này nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.